Vâng, xin chào tất cả các bạn. Các bạn vui lòng chia sẻ video. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Các bạn vui lòng chia sẻ. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Như vậy trong mấy ngày vừa qua, trên tường của ông Phan Chí Đỉnh và ông Võ Văn Tạo đã xuất hiện nhiều bài viết về khối tài sản khổng lồ của thiếu tướng Hoàng Kiền. Vâng, thì sự thật nào về cái khối tài sản khổng lồ của thiếu tướng Hoàng Kiền? Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn một bài viết trên vietnam.net số ra ngày hôm nay với tựa đề Kho báu đặc biệt của bà giáo già. Vâng, sau đây là nội dung chi tiết của bài viết do tác giả Trung Kiên làm chủ biên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay đầu đề bài viết, tác giả có một vài câu nhận định. Vâng, bà giáo già bảo mấy chị đồng nát dừng tay rồi dốc túi xin mua hết số lôi đồng, mâm đồng mang về nhà. Mang về rồi cũng chẳng biết dùng làm gì, bà phải giấu chồng, cất kín ở gầm cầu thang. Ba chấm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, được khánh thành vào cuối năm 2012, Bảo tàng Đồng Quê đã trở thành nơi đầu tiên trưng bày những hiện vật gắn liền với đời sống của người nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đó cũng là tâm nguyện của người giáo viên nghỉ hưu 20 năm nặn nỗi sưu tập hiện vật về dựng bảo tàng. Bảo tàng về nông thôn, giữa nông thôn. Vâng, 3 năm qua, thôn Bình Dĩ, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy đã trở lên nổi tiếng, được nhiều người tìm đường hỏi về. Từ cuối năm 2012, vùng quê ven biển này đã xuất hiện bảo tàng đầu tiên về cuộc sống vùng nông thôn nói chung và đời sống người nông dân vùng ven biển Giao Thủy, Lam Định nói riêng. Chủ nhân của bảo tàng nông dân này là bà Ngô Thị Khiếu, một giáo viên đã nghỉ hưu. Ròng rã một thời gian dài, bà Khiếu đã không quản thời gian, công thức đi tìm, sưu tập những hiện vật để phục vụ cho dự án dựng bảo tàng tư nhân về đời sống thôn quê trên chính quê hương mình. Để có tiền phục vụ cho mục đích của mình, bà đã thuyết phục chồng bán mảnh đất được cấp ở Hà Nội để về quê. Vâng, làng Bình Dĩ, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, xây dựng một bảo tàng. Biết chuyện giáo sư Vũ Khiêu, người đã gửi tặng bà đôi câu đối khen ngợi. Vâng, nội dung đôi câu đối đó như sau: giữ lấy tình hoa từ thuở trước,
để cho con cháu mãi sau này. Sau khi tốt nghiệp sư phạm, cô Khiếu về dạy học tại xã Giao Thịnh và lên duyên với một thầy giáo trẻ. Chiến tranh, chồng cô xếp bút nghiêng vào bộ đội. Hết Trường Sơn, ông lại tới Trường Sa, biên giới hải đảo. Cô Khiếu cũng lặn lội theo chồng, lúc Đà Nẵng, khi Đà Lạt, Hải Phòng, rồi cuối cùng là Hà Nội. Khi về hưu, hai vợ chồng vẫn thường xuyên ghé thăm mảnh đất mà cả hai ông bà vẫn lặng lòng. Năm 2010, xã Giao Thịnh khánh thành trường mầm non. Vợ chồng cô được mời về dự. Sau lễ cắt băng khánh thành, cô đi một vòng tìm hiểu về nhà trường và lặng người. Cái gì cũng thiếu, nhất là các phương tiện, sách vở, vân vân, dành cho các cháu học sinh. Nhớ lại tủ sách hàng ngàn cuốn của hai vợ chồng, tài sản có được sang hàng chục năm trời, thói quen ham đọc sách. Vợ chồng cô thường xuyên mua về, ý tưởng xây dựng tủ sách cho nhà trường được nhen nhóm. Cùng với sách đã từ lâu, cô còn sưu tầm được rất nhiều đồ đồng, bát đĩa cổ. Chuyện bắt đầu từ một lần cô tình cờ nhìn thấy ở góc phố Hà Nội mấy chị đồng lát đang ra sức đập bẹp dí mấy chiếc lồi đồng, mâm đồng còn rất lành lặn. Cô lại gần hỏi đập làm gì. Họ nói đập để đem đi cân bán đồng lát. Cô nhìn mà tiếc đứt ruột. Những lồi đồng, mâm đồng ấy một thời từng là mơ ước của bao nhiêu gia đình nông dân. Cô bảo mấy chị đồng lát dừng tay, rồi dốc túi xin mua hết số lồi đồng, mâm đồng mang về nhà. Mang về rồi cũng chẳng biết dùng làm gì, cô phải giấu chồng, cất kín ở gầm cầu thang. Đi về quê, cô lại tiếp tục tận mắt nhìn thấy những bà đồng lát đi thu gom, mua lồi đồng, mâm đồng. Mua được chiếc nào, họ đều đập bẹp để cân đồng mang bán. Nếu cứ đà này thì về sau con cháu muốn xem những vật dụng của cha ông cũng chẳng còn, cô thầm nghĩ. Đem câu chuyện của mình trao đổi với một cán bộ xã Giao Thịnh, mà trong đó nhiều người chính là học trò cũ của cô. Cô Khiếu được các học trò ủng hộ. Lãnh đạo xã Giao Thịnh hướng dẫn tỉ mỉ cho cô quy trình để lập một dự án về bảo tàng tư nhân bài bản. Trong xã có khu đất để trống nhiều năm gần với trường tiểu học xã. Cô Khiếu được tạo điều kiện cho thuê thời hạn 50 năm với số tiền 200 triệu đồng. Đó là khi lãnh đạo huyện, xã hiểu được tâm nguyện và mục đích cao cả của người giáo viên về hưu, muốn đóng góp công sức cho các thế hệ tương lai. Rất nhanh chóng, bảo tàng đã hiện hữu thành hình hài. Bảo tàng tái hiện 5 mô hình nhà gắn với quá trình phát triển của nông thôn Việt Nam. Ngôi nhà thứ nhất là kiểu nhà tranh vách đất nập dạ của Bần Cố Lông, tường trình đất đồng, thời cũng là nơi để các dụng cụ lao động như cày, bừa, cuốc, thuồng, có cối xay, cối giã gạo, bếp cho, vân vân. Ngôi nhà thứ hai tái hiện loại nhà trung lông, tường xây luồn danh lợp bổn, tức là cói, đồng thời sẽ là nơi dệt chiếu, trưng bày sinh hoạt của nông dân tầng lớp trung lông. Ngôi nhà thứ ba sẽ là loại nhà của địa chủ, nhà ngói cây mít, gỗ lim, trưng bày các vận dụng sinh hoạt của gia đình địa chủ.
Ngôi nhà thứ tư là loại nhà gác tường vào những năm 60 của thế kỷ trước, mang đặc trưng của vùng giao thủy. Ngôi nhà thứ năm xây 4 tầng là nơi trưng bày các hiện vật, thư viện và hội họp vân vân. Những hiện vật không gian trưng bày về văn hóa đồ, văn hóa đồng quê, lúa nước sông Hồng, bao gồm các công cụ nhà Lông khoảng 100 năm trở lại đây, cùng với bộ sưu tập đồ đồng, lòi đồng khoảng 200 cái, mâm đồng khoảng 200 cái, đèn cổ hơn 100 chiếc và nhiều đồ gốm, cổ, sứ cổ, tiền cổ, vân vân. Tầng 3 của tòa nhà là thư viện của với hàng ngàn đầu sách và nhiều báo, tạp chí. Tại tầng 1 của bảo tàng, cô cho trưng bày những hiện vật liên quan đến truyền thống quân đội, chủ yếu liên quan đến truyền thống bộ đội công binh, hải quân, đơn vị mà chồng cô phần lớn cả cuộc đời đã gắn bó. Cô tâm sự, sau này vợ chồng cô sẽ tặng lại công trình này cho địa phương để trở thành nơi sinh hoạt văn hóa chung cho bà con. Nó sẽ trở thành không gian dành cho cộng đồng. Các cháu học sinh tìm đến tham quan thực tế để hiểu rõ hơn về chính vùng quê mình đang sống cách đây chỉ vài chục năm về trước. Hiện tại cô Khiếu vẫn cùng chồng và các con sinh sống tại Hà Nội. Cô vẫn thường xuyên đi về thăm quê và chỉ đạo từ xa mọi hoạt động của bảo tàng. Giúp việc cho cô là những người nông dân được sinh ra và lớn lên trên chính vùng quê giao thủy. Họ hàng ngày sẽ có trách nhiệm giới thiệu cho khách tham quan về chính cuộc sống của mình. Chỉ có điều là cuộc sống ấy cách đây mấy chục năm về trước. Dù chưa xa nhưng không phải ai cũng dễ dàng hình dung và tiếp xúc Kiên Trung. Vâng, tôi vừa đọc xong bài viết của Kiên Trung. Vâng, trên vietnam.net. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.